Mụn đầu đen nó sẽ rất là dễ trôi ra, tại vì tẩy da chết vật lý nó có khả năng massage sẵn rồi. Khi mà mọi người sử dụng nước tẩy trang ấy thì mọi người sẽ thấy rằng là nó tẩy ở bề mặt rất là tốt, nhưng mà cái dầu thừa của mọi người đôi khi là nó sẽ vẫn còn đọng lại ở trên da. Vừng đen cũng là cái thành phần mà nó có chống oxy hóa rất là tốt, thế nên những bạn nào hay bị mụn đầu đen ấy thì rất là nên có sản phẩm này trong chu trình dưỡng da. Mọi người, chào mọi người đến với kênh Wish Trend TV Việt Nam, và ngày hôm nay chúng mình đã quay trở lại với nhau trong một video mà Linh sẽ hướng dẫn mọi người có thể loại bỏ mụn đầu đen đúng cách. Linh nghĩ rằng là không ít bạn đã từng gặp trường hợp là trên da mình kiểu mọi người thấy có rất là nhiều những cái đốm đen, trông nó rất là mất thẩm mỹ, và mọi người đã dùng tay mình đúng không để cậy những cái mụn đầu đen đấy ra chắc chắn luôn. Và khi mà mọi người cậy xong ấy, mọi người cảm thấy rất là sung sướng, hạnh phúc, thậm chí là dùng những cái kiểu như là lột đầu đen để lột nó ra. Và sau đấy khoảng tầm một tuần sau thì chứng nào tật nấy, tất cả mọi thứ nó lại y như cũ, cái mặt của mọi người vẫn đầy mụn đầu đen luôn. Và đấy là lý do mà có video ngày hôm nay. Mọi người nếu mà muốn hết mụn đầu đen thì phải có những cái phương án triệt để giúp cho làn da của mình nó được sạch sẽ, thông thoáng, chứ không phải là cứ nặn ra là hết đâu mọi người. Nên là chúng ta sẽ bắt đầu vào video luôn, và Ly sẽ chia sẻ cho mọi người rất nhiều thứ liên quan đến mụn đầu đen nha. Đầu tiên thì Ly sẽ chia sẻ cho mọi người biết mụn đầu đen là gì. Mụn đầu đen là một loại mụn nó sẽ được hình thành gây ra do những cái tuyến dầu thừa này, do tiết bã nhờn quá nhiều này, kết hợp với cả những bụi bẩn nó khiến cho da mình bị bít tắc. Tuy nhiên là loại mụn này nó là loại mụn không viêm mọi người nhá. Khi những cái nốt mụn này nó tiếp xúc với cả không khí, chẳng hạn như mọi người ra nắng hay là mọi người ra ngoài trời, thì nó sẽ bị oxy hóa, và từ đó thì cái da của mọi người nó sẽ xuất hiện những cái đốm màu đen hoặc là màu nâu đen. Mụn đầu đen thì có kích thước khá là nhỏ, nó sẽ chỉ rơi khoảng tầm từ 1mm cho tới khoảng 1,5mm thôi. Và cái mụn này thì nó sẽ thường xuất hiện nhiều nhất ở cái khu vực là mũi với cả là ở hai bên rìa cánh mũi này. Có rất là nhiều phương pháp để xử lý mụn, tuy nhiên là mọi người sẽ không nên nặn mụn đâu nhá. Bởi vì khi mà nặn mụn ý, thì vi khuẩn ở trên tay chúng ta sẽ khiến cho là cái mụn đấy nó có thể là bị viêm nhiễm nhiều hơn, và từ đó thì mụn đầu đen nó đang là một loại mụn không đau, không sưng và không viêm. Nhưng mà mọi người nặn xong rồi nó có thể lan ra, thì từ đấy có thể trở thành mụn bọc hoặc mụn mủ, như thế sẽ rất là gây phiền toái cho mọi người đấy. Khi mà chia sẻ cho mọi người xong về mụn đầu đen thì Linh sẽ có một vài phương pháp để giúp cho mọi người có thể loại bỏ mụn đầu đen trên da của mình mà vô cùng lành tính với các loại sản phẩm dưỡng da. Và khi mà mọi người sử dụng dưỡng da thì Linh có thể đảm bảo với mọi người là 100% mọi người có thể loại bỏ được mụn đầu đen với các phương pháp dưỡng da nha, chứ không nhất thiết là phải sử dụng để xâm lấn đâu. Cái sản phẩm đầu tiên mà mọi người nên có đấy chính là AHA hoặc là BHA. Với cả nhà BioWishTrend thì mua sản phẩm rất là nổi tiếng rồi, đấy là sản phẩm BioWishTrend Mandelic Acid. Thì đầu tiên Linh sẽ giới thiệu mọi người biết là Mandelic Acid nó sẽ làm được gì. Mandelic Acid nó là một cái thành phần tẩy da chết phân tử lớn. Khi mà mọi người sử dụng lên trên da của mình thì nó sẽ giúp cho mọi người có thể là hạn chế bít tắc lỗ chân lông này, giúp cho mọi người được bạc sừng ở trên da, được tẩy da chết, giúp làn da mọi người được vô cùng thông thoáng. Và loại này cũng rất là lành tính nha, thế nên hoàn toàn có thể sử dụng được cho cả làn da nhạy cảm. Bên cạnh đấy thì bản chất Mandelic Acid cũng là một cái thành phần kháng viêm, thế nên là hoàn toàn có thể sử dụng được trên các làn da luôn. Nó vừa giúp cho mọi người có thể vừa phòng chống này, và vừa giúp cho mọi người có thể hỗ trợ trị mụn đầu đen. Sản phẩm này thì đã là một sản phẩm rất quen thuộc với mọi người rồi, và em này không những có thể giúp cho mọi người cải thiện tình trạng da với cách sử dụng là khoảng tầm từ 2 đến 3 lần một tuần, mà em này còn có thể giúp cho mọi người làm sáng da và làm giảm sạm da nữa. Texture của em này thì rất là mỏng nhẹ nha, thế nên là các bạn da dầu có thể sử dụng được. Khi mà mình dùng thì mình sẽ đổ ra bông tẩy trang, hoặc là mình sẽ sử dụng bằng tay và mình massage trực tiếp lên mặt. Khi mà mình bôi lên da thì sẽ cảm giác rất là thoáng mặt và rất là dễ chịu luôn, thấm rất là nhanh ở trên da chứ không bị dính bết đâu nha. Ngoài ra thì em này có dung tích rất là lớn, dung tích 120ml, sử dụng rất là lâu, khoảng tầm từ 2 đến 3 tháng mới hết. Thế nếu mọi người đang muốn tham khảo một em tẩy da chết thì Linh rất là khuyên mọi người sử dụng em này nhá. Hóa chất tiếp theo khá là quen thuộc trong cái việc là xử lý rất nhiều vấn đề của da, đấy chính là retinol hoặc là retinan. Những cái chất này thì nó thuộc vào hệ sinh thái của những cái dòng vitamin A, và mọi người biết rồi, khi mà mình sử dụng những hoạt chất này nó có thể đẩy nhanh cái tốc độ thay da của chúng ta. Khi mà mọi người muốn là cái tế bào da mới được đẩy nhanh hơn, hình thành những cái tế bào đẹp ở trên da ấy, thì rõ ràng việc sử dụng retinol hay retinan sẽ là một phương án rất là cần thiết. Sản phẩm quen thuộc mà Linh đã từng chia sẻ rất là nhiều lần, cũng là sản phẩm Linh rất là thích luôn, đấy là sản phẩm của nhà BioWishTrend, tên là Vitamin Amaze Zinc Bakuchiol Night Cream. Em này có hai thành phần cực kỳ hiệu quả cho mọi người trong việc là chống lão hóa cũng như là xử lý mụn đầu đen. Ví dụ như là nó sẽ có 300ppm retinan và 10.000ppm bakuchiol. Bakuchiol thì là một cái thành phần mà được ví như là retinol trong tự nhiên. Khi mà sử dụng lên da nó có tác động tương tự giống như retinol, nhưng mà nó lành tính và an toàn hơn. Bên cạnh đấy thì kết hợp retinan với cả bakuchiol sẽ là công thức khá là quen thuộc trong dưỡng da để giúp cho mọi người có thể chống oxy hóa và chống lão hóa tốt hơn. Em kem này thì cũng là một em kem mà mọi người nên sử dụng vào buổi tối, sử dụng như là bước kem dưỡng mọi người.
nhá. Và khi mà chúng ta dùng em này ý, thì kết cấu của nó sẽ rất là êm ở trên da luôn. Mọi người sẽ sử dụng em này để chống lão hóa này. Và nếu mà mọi người đã bước qua tuổi 25 và chưa bao giờ sử dụng một loại retinol hay là những cái loại hoạt chất nặng hơn trong dòng vitamin A, thì mọi người sử dụng em này là cực kỳ phù hợp, bởi vì nó là một cái em kem dưỡng vitamin A vô cùng an toàn ở trên da của mình, vừa giúp cho da của mọi người nó có thể sáng và đẹp hơn, mà nó vẫn có thể khiến cho da mọi người xử lý mụn đầu đen rất là tốt. Thứ ba cũng là một cách vô cùng quen thuộc khi mà mọi người sử dụng ở trên da của mình, đấy chính là sử dụng scrub, hay còn gọi là tẩy da chết vật lý. Với cả tẩy da chết vật lý thì làm sao nó có thể xử lý được mụn đầu đen? Như bình thường ấy thì rất là ít khi chúng ta chia sẻ về tẩy da chết vật lý, nhưng bởi vì mụn đầu đen nó là một cái mụn mà nó hình thành ngay ở bên trên bề mặt da luôn. Thế nên khi mà mọi người massage với cả scrub ấy thì nó có thể là xử lý được cái loại mụn này ngay trên bề mặt rất là an toàn và nhanh chóng. Vậy thì với cả các loại scrub ấy, để cho mọi người sử dụng an toàn thì những cái scrub của nhà Claire's vẫn là những cái loại mà nó có khả năng là làm kích ứng ở trên da mọi người rất là ít. Ví dụ như là em Dear Claire Youthful Glow Sugar Mask là một em cực kỳ giàu chất oxy hóa, cũng có bưởi và raspberry giúp cho da mọi người được thanh lọc tốt hơn cũng như là xử lý mụn đầu đen nữa. Khi mà mọi người dùng cái này thì mọi người sẽ dùng như thế nào? Đấy là chúng ta sẽ massage một cái lượng vừa phải lên trên cái bề mặt da của mình. Và ví dụ như chỗ nào mà mọi người bị mụn đầu đen nhiều thì mình có thể massage nó lâu hơn một xíu. Nhưng mà lưu lý giúp Linh đấy là mọi người đừng có dùng lực quá mạnh, nếu không thì có thể khiến cho da mình bị tổn thương ấy nhá. Thì mình có thể sử dụng cái lực nhẹ nhàng massage trong vòng từ 2 đến 3 phút thì mụn đầu đen nó sẽ rất là dễ trôi ra, tại vì tẩy da chết vật lý nó có khả năng massage sẵn rồi. Bên cạnh đấy trong này có rất là nhiều cái hoạt chất, ví dụ như là bưởi hay raspberry cũng là những thành phần mà nó chống oxy hóa và khiến cho làn da của mình được kháng viêm rất là tốt. Vì vậy mà nó cũng sẽ giúp cho mọi người có thể hạn chế cái tình trạng mụn đầu đen quay lại. Và mình dùng nó như một cái phương pháp để có thể là một tuần mọi người sử dụng từ 2 đến 3 lần massage thường xuyên, giúp cho da mình luôn luôn được sáng khỏe và mịn màng nhé. Cuối cùng là một cái bước mà nó rất cần thiết với cả những bạn mà bị mụn đầu đen, đấy chính là sử dụng dầu tẩy trang. Nếu mà mọi người chưa bao giờ nghe thì cái này thì Linh sẽ chia sẻ cho mọi người cái gọi là cách thức để nó làm được cái điều này. Ví dụ như khi mà mọi người sử dụng nước tẩy trang ấy thì mọi người sẽ thấy rằng là nó tẩy ở bề mặt rất là tốt, nhưng mà cái dầu thừa của mọi người đôi khi là nó sẽ vẫn còn đọng lại ở trên da. Vì vậy khi mà mọi người sử dụng dầu tẩy trang thì nó là một cái thể loại massage rất là sạch luôn. Mọi người sẽ sử dụng với cả dầu tẩy trang và tẩy trang khăn nóng nhất, mọi người massage ra và sau đấy là mọi người di ở trên mặt trong vòng khoảng 2 phút thì da của mọi người nó sẽ rất là sạch sâu luôn. Đặc biệt đấy là những bạn nào mà sử dụng make up ấy, mọi người thấy là những cái bụi bẩn make up hay là những cái trang điểm thừa nó khiến cho da mình bị bít tắc rất là nhiều luôn. Nhưng mà khi mà mọi người sử dụng với cả em dầu tẩy trang thì nó sẽ có những cái diễn biến cực kỳ đỉnh cao ở trên da luôn đấy. Tuy nhiên cũng sẽ có một lưu ý cho mọi người, đấy là khi mọi người đã sử dụng cái dầu tẩy trang này rồi thì mọi người đừng quên là phải nhũ hóa thật là kỹ, bởi vì dầu tẩy trang nó sẽ có hai mặt. Đấy là nếu mà mọi người làm được sạch ý, thì nó siêu sạch luôn, nhưng nếu mà mọi người không cẩn thận thì có thể gây ra mụn ẩn. Đấy là do cách nhũ hóa mọi người không sạch cũng như là tẩy trang không sạch đấy. Với các sản phẩm quen thuộc đến từ nhà Dear Claire's là Gentle Black Deep Cleansing Oil. Đây là một loại dầu tẩy trang có chứa natural oil, những cái loại dầu tự nhiên để giúp cho làn da của mọi người được vô cùng là an toàn này, nó không bị kích ứng và nó rất là lành tính ở trên da. Cái độ mịn mượt của dầu tự nhiên nó cũng sẽ tốt hơn là dầu nhân tạo rất là nhiều. Bên cạnh đấy thì mọi người biết là vừng đen cũng là cái thành phần mà nó có chống oxy hóa rất là tốt. Thế nên những bạn nào hay bị mụn đầu đen ý thì rất là nên có sản phẩm này trong chu trình dưỡng da. Bản thân Linh cũng đã sử dụng cái chai này và rất là ưng ý thực sự luôn ý. Thế nên là rất là muốn chia sẻ với mọi người. Nếu mà đang muốn tìm một loại tẩy trang dầu mới toanh, chưa dùng bao giờ và của Hàn Quốc cực kỳ là dịu nhẹ thì đừng quên là ghé thăm Claire's để mua ngay sản phẩm này nhé. Vừa rồi thì chúng ta đã nói về những cái cách để có thể xử lý được mụn đầu đen, là chúng ta sử dụng những sản phẩm để giúp cho làn da của mình tốt hơn. Tuy nhiên là mọi người cũng biết rồi, mụn đầu đen nó còn gây ra bởi rất là nhiều những cái yếu tố ngoại sinh khác, như kiểu là mọi người hút thuốc này, uống rượu này, mọi người sử dụng các chất kích thích nhiều này, hoặc là mọi người rất là stress hay ngủ muộn chẳng hạn, thì đây cũng sẽ là những cái yếu tố khiến cho da mọi người nó bị xấu đi. Không chỉ là mụn đầu đen mà còn rất là nhiều loại mụn khác nữa. Thế nên là Linh mong muốn rằng là sau khi mà video này ra xong, mọi người vừa có những sản phẩm mới mà cũng nên giữ cho mình một cái đời sống thật là healthy nha mọi người. Hãy ngủ sớm này, hãy luôn luôn chăm sóc làn da của mình và chăm sóc cả sức khỏe của mình nữa nha. Chúc mọi người sẽ luôn luôn kiên trì với việc dưỡng da, và mụn đầu đen là một trong những cái dễ trị nhất rồi. Mọi người chỉ cần trị được mụn đầu đen thôi thì sau này những cái khác cũng sẽ rất là dễ xử lý nếu như là mình kiên trì nha. Hẹn gặp mọi người trong những video sau và đừng quên là ấn subscribe channel with Gen TV Việt Nam và tiếp tục theo dõi Linh ở trên channel của mình với rất nhiều content hay mới về dưỡng da nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye.